Ngày hôm qua em chờ sáng nhắc khéo rằng ngày 8 tháng 3 em định đi mua sắm, cho sắc mình âu lo rồi vội vàng chém gió rằng thì mà là hôm đó anh bận cho con chó ăn. Và rồi em đã lườm anh kêu rằng anh không yêu em, mỉm cười nhìn em đắm say buông vài lời tâm huyết. Vẫn thương em cực nhiều, vẫn yêu em cực nhiều, muốn cho em nhiều lắm nhưng bây giờ bỏ tay người ơi. Nếu như anh là đại gia anh sẽ tặng em con Bentley, nếu không ít ra cũng phải mua được một con Audi. Thế nhưng hoàn cảnh của anh giờ đây là anh chẳng có gì, để ngày mai anh sẽ đi ăn trộm một ít hoa. Biết đâu mai ăn trộm hoa không may bị bắt rồi ra tòa, biết đâu anh tù một bông hoa mà của anh khóc hoa. Biết đâu em cũng vì thế chia tay làm anh thành ép à. Thế nên chẳng có món quà nào gửi tới em nha, dù có mùng 8 tháng. Ngày hôm qua em chợt sang nhắc khéo rằng ngày mùng 8 tháng 3 em định đi mua sắm, chợt giận mình âu lo rồi vội vàng chém gió rằng thì mà là hôm đó anh bận cho con chó ăn. Và rồi em đã lườm anh kêu rằng anh không yêu em, mỉm cười nhìn em đắm say buông vài lời tâm huyết. Vẫn thương em thật nhiều, vẫn yêu em cực nhiều, muốn cho em nhiều lắm nhưng bây giờ bó tay người ơi. Nếu như anh là đại gia anh sẽ tặng em con Bentley, nếu không ít ra cũng phải mua được một con Audi. Thế nhưng hoàn cảnh của anh giờ đây là anh chẳng có gì, để ngày mai anh sẽ đi ăn trộm một ít hoa. Biết đâu mai ăn trộm hoa không may bị bắt rồi ra tòa, biết đâu anh tù một ông ma ma của anh khóc hoa. Biết đâu em cũng vì thế chia tay làm anh thành ép à. Thế nên chẳng có món quà nào gửi tới em nha, dù có mùng 8 tháng.